Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yogi Chân Minh An. Các bạn đã từng nghe, không có gì thay đổi ngoại trừ sự thay đổi hay chưa? Hay nói cách khác, nó chính là vô thường. Có nghĩa là không có gì giữ yên, đứng yên mãi mãi cả. Mọi thứ đều thay đổi và thay đổi. Dù chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sự thật thì điều đó vẫn cứ diễn ra. Đó chính là sự vận động của cuộc sống. Bạn thử nghĩ đi, nếu như đau khổ mà không có sự thay đổi thì làm sao bạn chịu đựng được? Phú quý nhân gian trăm năm cũng thành hư không. Phồn hoa trên trời ngàn năm cũng sẽ ngừng lại. Yên vui trên thế gian trong nháy mắt sẽ không còn nữa. Tình yêu nam nữ chẳng mấy chốc mà ly tan. Hư không ngừng lại, không còn ly tan. Cây liễu dưới ánh nắng chiều, mùa thu với khí trời mát mẻ. Đau thương sau sự vô thường, thương cảm trước sự cảm ngộ. Cây liễu dưới ánh nắng chiều, mùa thu với khí trời mát mẻ. Đau thương sau sự vô thường, thương cảm trước sự cảm ngộ. Trời có lúc nắng thì sẽ có lúc mưa. Cuộc đời có lúc thành thì sẽ có lúc bại. Gặp gỡ nhau thì có lúc hợp, sẽ có lúc tan. Tất cả đều có sự thay đổi. Phú quý nhân gian trăm năm cũng thành hư không. Phồn hoa trên trời ngàn năm cũng sẽ ngừng lại. Yên vui trên thế gian trong nháy mắt sẽ không còn nữa. Tình yêu nam nữ chẳng mấy chốc mà ly tan. Hư không ngưng lại, không còn ly tan. Vô duyên không thể cầu, xa bà không thể giữ. Niết bàn không thể quên, niệm Phật không thể nghĩ. Vô duyên không thể cầu, xa bà không thể giữ. Niết bàn không thể quên, niệm Phật không thể nghĩ. Niết bàn không thể quên, niệm Phật không thể nghĩ. Minh An mến chúc cho các bạn có được sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông điệp này. Và bây giờ, Minh An xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những thông điệp tiếp theo nhé.